Hello, chào mừng các bạn đến với ST Kids TV. Ngày hôm nay, chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình bong bóng, trực thăng. Để tạo hình được một cái trực thăng, chúng ta cần 4 quả bóng màu xanh lá cây. Và hai màu xanh lá cây nhạt. Một quả bóng tròn nhí. Các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ thổi quả bóng màu xanh lá cây đậm. Chừa khoảng 7 ngón tay. Trên đây chúng ta sẽ tặng một cái khóa khoảng 2 ngón tay. Ta là tạo thành một ta xoắn một khúc khoảng 4 ngón tay. Ở đây ta tạo hai khóa. Mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Ở đây ta xoắn một khúc khoảng 8 ngón tay. Một cái khóa. Tiếp tục tạo thêm một khúc. Đây này. Cũng bằng một cái khóa. Khúc thứ ba tương tự. Đến đây ta sẽ nối vào đây. Đầu tiên tiếp theo ta thổi hai quả, ta thổi quả bóng màu xanh lên lá cây đậm khoảng nửa quả bóng. Thổi tiếp quả nữa. Cũng khoảng nửa quả nữa các bạn. Ở đây ta tạo hai khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Một khóa. Hai khóa. Lấy này cột vào đây. Ta đo khoảng cách 8 ngón tay. Một bên ta cột vào đây. Bên đây cũng 8 ngón tay. Ta cột vào đây bên này. Rồi. Phần này chúng ta xoay về một chút. Ta sẽ quấn vào đây.
đây chúng ta làm khoảng 25 cm. Ta làm hai khóa ở đây. Một khóa. Hai khóa. Ta vặn một khúc khoảng 4 ngón tay. Tạo hai khóa nhỏ đây. Một khóa. Hai khóa. Cách một khoảng cách 3 ngón tay. Một đoạn 3 ngón tay. Ta tạo một khóa lớn ở đây. Phần dư này ta ngắt vào. Ta nhét vô đây cho nó chắc. Được chưa mày? Tiếp tục ta thổi quả màu xanh lá cây đậm tiếp theo. Khoảng nửa quả bóng, nửa quả. Phần này, cắt cổng vào đây. Hơn 25. Giờ này hơn 25 cm. Chút xíu nha các bạn. Ta quấn vào đây. Phần ngắn ta ngắt bỏ nhé. Phần dài ta làm một khoảng 6 ngón tay, một đoạn 6 ngón tay. Đoạn này khoảng 3 ngón tay. Bây giờ thôi lại. Tiếp theo, ta làm cái cánh trực thăng. Này ta thổi gần hết nhé. Để lại khoảng tầm 5 ngón tay. Đầu tiên ta làm ta quấn một khúc khoảng tầm 25 cm. Ta sẽ quấn vô đây.
và ta đo bằng ta ngắt bỏ. Phần còn lại để ta làm cái cánh còn lại nha các bạn. Tiếp theo tôi làm cánh quạt của đằng sau. Tôi thổi chút xíu, nửa quạt thôi. Và ta gấp một vòng tròn khoảng tầm 5 ngón tay. Gấp 3 vòng tròn giống nhau. Bước cuối cùng chúng ta thổi quả bóng trắng nhí này, nhét vô đây làm buồng lái. Tay này ta cột vô đây. Vậy là chúng ta đã có cái trực thăng. Trực thăng. Rồi trực thăng này chúng ta có thể làm cái nó. Được chưa? Ok. Chú Hề ST làm được, các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.